Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, 17 tháng 3 1913, 17 tháng 3 2023, hôm qua tại khu tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cán bộ đoàn viên các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Phòng không 283, đoàn viên thanh niên xã Hưng Hòa đã về dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân. Trước anh linh Đại tướng Chu Huy Mân với tấm lòng kính trọng và biết ơn cán cán bộ đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An thành kính dâng lãng hoa tươi thắm, nén hương thơm tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của đại tướng Chu Huy Mân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hứa sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của các cấp, nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang quân khu 4, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị mình. Đoàn kết khắc phục mọi khó khăn gian khổ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Vừa qua, Ban chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2023 đợt 2 tại xã Minh Hòa, Châu Thành, nhân dịp Tết cổ truyền trôn cho Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer. Chương trình Tết Quân dân năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang cùng với các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh đã chung tay cùng địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa để hỗ trợ đồng hành cùng bà con đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền trôn trần năm thơ mây vui tươi và đầm ấm. Chương trình Tết quân dân năm 2023 sẽ xây 24 căn nhà cho hộ dân khó khăn về nhà ở, xây dựng cầu giao thông nông thôn, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo cận nghèo, dân quân tự vệ, dự bị động viên, trưng bày sản phẩm đặc sản của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo nên diện mạo mới cho quê hương Minh Hòa, huyện Châu Thành. Tối qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức cuộc gặp gỡ thân mật với các cựu sinh viên Campuchia đã từng học tập tại Việt Nam. Đây là sự kiện tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm hữu nghị giữa hai nước vừa qua. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh cuộc gặp gỡ thân mật với các cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam là dịp để các cựu sinh viên Campuchia cùng nhau ôn lại những kỷ niệm với đất nước và con người Việt Nam Đại sứ bày tỏ vui mừng khi thấy các thế hệ cựu sinh viên đạt nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Nhiều người có vị trí quan trọng trong cơ quan chính phủ, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước, đồng thời trở thành nhịp cầu nối vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai nước Campuchia Việt Nam. Hiện có hơn 2.000 sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam và gần 100 sinh viên Việt Nam học tại Campuchia.